qua 2 ngày chụp X quang kiểm tra lại mới nhất. Sau hơn 1 tháng bệnh nhân mổ phẫu thuật tháo đinh gấy 1/3 xương đòn. Từ ngày bị đến lúc bệnh nhân tháo đinh là được 13 tháng, tức là được hơn 1 năm. Hình ảnh trên phim thể hiện xương đòn đường gây nứt và hở minh lệch lên trên, đặc biệt là bệnh nhân đang có hiện tượng tiêu xương. Hôm nay bệnh nhân đến nhà thuốc, chúng tôi kết hợp bó thuốc và cho bệnh nhân uống thuốc nam nhanh nhìn xương. Tiên lượng khoảng 1 đến 2 tháng là xương cao hoàn toàn, và sau đó bệnh nhân có thể cử động làm việc được bình thường. Anh mổ xương đòn tất cả được 3 tháng không? Được hơn tháng. Nhưng mà từ lúc mổ ra là hơn năm. Hơn năm rồi nó. Từ ngày bị đúng không? Từ ngày bị là hơn năm rồi. Đi đâu mà gãy xương đòn này? Đá bóng. Khi chụp lại hôm nào anh ơi? Chụp lại luôn chúng vậy. Hiện tượng này hơn năm rồi mà sao không can nhé? Vâng. Hiện tượng tiêu xương ấy. Vâng. Mất xương. Xương đòn ấy. Mổ đá đâu đấy? Anh bao tuổi rồi? 20. Đúng rồi chứ. Hôm nay về khỏi là lấy vợ nhé. Lấy gấp. Đẹp trai, nay mà lấy vợ. Ui, nồi to thế. Đúng là phải zoom một cái gần tí nữa. Ừ, em là đây. Dung nó gần vào. Mày anh đi làm à? Có. Có anh ở cái nem của anh. Cái nem. Em mà đúng là khi dùng thuốc mình cũng chủ toàn là cái rượu thì không đáng muốn. Hơn năm rồi, năm 17 tháng nha anh. Năm tháng. Và năm 13 tháng đúng không? Anh nguyên nhân vì sao mà anh ba tôi tội này? Đã bán hai ba ba rồi. Mà nộp nó. Thế cái xương của anh ra ngoài cũng can bị tiêu nhá. Và đầu xương nó dành lên trên. Thế em đắp thuốc của cho không nhanh nhìn xương nhá. Thế cái nồi này thì em sẽ giảm cho anh cái nồi này thôi nhá. Được khoảng 90%. Đấy. Hơi gầy đấy, mày khỏi phải bổ dưỡng rồi nhá. Có cái để này thì đâu
đây là 1 tháng. Xương nó mới tinh, nó ra lệch hai kia, nó ép nó xuống. Đi tắm giặt. Tắm giặt có để nó chơi ra. Sau khi điều tra thuốc em, anh bỏ mấy tháng anh xin anh ổn định khoản bỏ 2 tháng. Anh nhân tay nhỉ, đưa ngang này, xoay đấy, xoay đưa tay hai tay này. đưa xuống anh xoay và anh bỏ thuốc mà anh tập bao nhiêu ngày anh nhân tay được nhỉ? Tập tầm 2 tuần anh vậy nhỉ. Đây là kiêng việc viên em nhé. Anh ngủ sau khi được làm chỉnh, xương là cam rất là tốt rồi nhé. Nếu anh kiêng rượu bia thì chó cho em. Và anh cứ năng theo bài tập như thế nhé. Bây giờ anh đi xe máy được chưa? Đi được rồi. Nhớ là anh phải kiêng rượu bia cho em. Và hạn giới nằm nặng nhé. Bây giờ chẳng đang ở dài còn đau nhức nhiều nữa. Thì cũng có kích thì anh em ra là anh đun nà nốt này, ngài cứu này, xương không cần đấy nhé. Anh ngâm anh phủ cái mặt này này. Rồi dán cơ nhé. Đâu là cử động tay. Anh nhân tay đấy, nhân tay ra. Nhân cao lên. Đưa xuống. Nắp vào nhân cao lên. Cửa. Nhân lên. Nhân lên thoải mái đấy. Anh tập bò tường được bao nhiêu ngày? Cái theo nhà thuốc dùng dây nhé. Tích chút kéo lại xuống. Và bắt đầu để ngang lại. Kéo kéo lên. Thì đầu tiên thì tập nhẹ. Mới đâu nó tập nó đau không? Có đâu. Mất khoảng 1 tuần, rất tuần bởi vì tự nhiên nó đã hết được vào đây. Bây giờ là anh nhấn tay đấy, nhấn tay là bình thường nha, phải cố tiếp tập thêm thời gian nhé. Bên này, vết mổ của anh là tốt rồi nhưng mà vết mổ nó hơi xấu nhé. Lấy vợ cho anh, thì cố gắng tập thêm thời gian đấy, đi tặng gái bình thường. Nhưng là kiêng rượu bia cho em nhé. Năm nay anh bao tuổi nhỉ?
24 thì phải đi tìm người yêu đi. Mà em không đặt giá thuốc thì em xuống xin ảnh của anh. Quá trình điều trị cái ba xương giòn lâu ngày xương gan can nhé. Phải gấy lại. Mức độ anh bình thường rồi. Anh cố gắng tập luyện cho em nhé. Vâng, anh xin cảm ơn nhà thuốc. Vâng. Anh đừng vác nặng cho em. Đi lại bình thường cho em. Làm việc sinh bình thường. Nhất là ngày sửa xe anh làm nặng cho em, nằm nhà gần dần nhé. Không được bay vác nặng quá đâu nhé. Vâng, chào anh nhé. Em chào anh nhé. Chào anh. Anh ơi. Hôm nay em mời anh lên đây em muốn xin hình ảnh hoàn thiện thực tế quá trình anh gây xương đòn. Anh kể lại quá trình ngày trước anh vì sao mình gây xương đòn này này. Ngày trước em đi đá bóng. Đá bóng rồi. Anh em ba bằng nhau gây. Okay. Sau khi anh bị gây như vậy anh chụp chiếu em mổ ở đâu? Em mổ ở Bạch Mai. Ừ. À, lấy ra thì em lấy như coi như bệnh viện tư. Bệnh tư. Anh mổ như vậy mà anh tháo đinh tất cả là bao nhiêu tháng? Từ tháng 8, tháng 9 thì đấy bây giờ là tầm gần 6 tháng. Gần 6 tháng. À, cho này tất cả anh bị được bao nhiêu tháng nhỉ? Tất cả. Lúc đấy, từ lúc đấy. Vâng. Từ lúc đấy giờ là em được mất 22 năm. Hơn 2 năm. Anh cởi cái áo em xem cái vết mổ của anh. Anh cởi hẳn nhé, cởi rộng nhé. Đấy, vết mổ của anh nhân. Cho nay anh bỏ thuốc nhà em tất cả được bao nhiêu liệu trình thì anh ổn định và khỏi ạ? Em lấy 2 lần thuốc. 2 lần thuốc, 2 tháng thuốc. Cả bó cả uống. Cả bó cả uống. Kết hợp thuốc uống, nhanh nhìn xương. Cả bó. Bây giờ anh chụp chiếu lại trên phim thể hiện là xương càng tốt rồi nhé. Vâng. Anh đi làm được bình thường chưa? Em đi làm. Anh nâng tay cho em đi. Nâng cao anh xoay. Xoay vào. Nâng cao cả hai tay lên. Đưa xuống. Anh giờ anh lái xe máy bình thường chưa? Vâng, em chạy xe bình thường, em chạy vâng. Xe lên đây. Trên phim thể hiện thì hôm nay anh chụp chiếu lại phim xương can tốt rồi nhé. Vâng. Và hoàn toàn rồi. Nhưng anh đừng có uống rượu bia nhé. Vâng. Đấy, anh vạch cho em cái vết mổ. Đó. Vết mổ bệnh nhân rất dài nhé. Tổng cộng là hơn 2 năm đúng không? Vâng, hơn 2 năm. Cho này bó thuốc 2 tháng là hoàn thiện rồi. Vâng. Hiện tại là anh khỏi được mấy tháng chưa? Em được 2-3 tháng rồi. 2-3 tháng. Bây giờ anh làm việc. Bây giờ làm việc bình thường anh khuy áo vào. Anh làm việc bình thường cho em nhớ là đừng có vác nặng quá nhé. Vâng. Thì trên phim chụp chiếu lại là xương là can tốt là hoàn toàn rồi. Nhưng là kiêng rượu bia cho em. Vâng. Năng vận động nhẹ nhàng cho em. Bây giờ anh cử động tay bình thường chưa? Em cử động bình thường. Ừ, anh nâng cho em nước nữa cho. Đưa cao hẳn tay lên. Tay bên kia. Hai tay. Đấy, khoanh tay vào. Anh luồn ra sau cho em. Rồi. Mức độ này là anh khỏi hoàn toàn nhỉ. Nhớ là anh làm việc và chế độ ăn kiêng thì kiêng rượu bia thì chó một thời gian cho em nhé. Đừng rượu bia nhiều. Mức độ này là tốt rồi. Thì thay mặt nhà thuốc thì cảm ơn anh nên cho em xin hoàn thiện nốt hình ảnh quá trình em bị gây xương đòn sau bổ thuật vít đinh lâu ngày xương không can nhé. Em chào anh nhé. Vâng, em xin chào anh. Vâng, vâng. Em chào anh nhé. Hôm nay em xuống em hoàn thiện video về quá trình ngày trước anh gây 1-3 xương đòn sau bổ thuật lâu ngày xương không can và anh vít đinh ra hình tượng kêu xương rất là nhiều. Cái nhà thuốc chúng em anh điều trị bao nhiêu tháng anh khỏi hoàn toàn? 2 tháng. Giờ này là anh làm việc bình thường chưa? Em làm việc bình thường. Anh cử động và em bình thường đúng không? Cử động dân anh bình thường. Từ đó anh khỏi bao nhiêu tháng nhỉ? Tầm được 3-4 tháng. 3-4 tháng. Anh nâng tay cho em, nâng hai tay. Nâng lên, đưa hai tay đưa xuống. Anh khoanh tay đợt cho em. Nâng cao lên, đưa này 15 lần. 15 lần. Đưa hai đứa hẳn lên. Rồi đưa xuống. Đưa lên. Đưa xuống. Anh giang tay cho em nghe. Anh giang tay cho em. Đưa ra. Đưa cao lên. Đưa xuống. Gấp vào. Đưa ngang ra. Đưa này cao lên ra. Đưa cao lên. Đưa xuống. Rồi, đưa lên. Giờ anh làm việc bình thường đúng không? Vâng. Mổ của anh xương là can là hoàn toàn rồi nhé. Ngày trước anh mổ bao nhiêu? Mổ một lần ở Bạch Mai nhưng mà về dưới bệnh viện Hà Đông. Mổ tiếp đúng không? Mổ tiếp mổ lấy ra. Lấy ra xong xương nó tiêu xương đúng không? Vâng. Thì cơ duyên nào anh biết nhà thuốc chúng em điều trị cái xương đòn này? Xem chứng mạng nhé. Vâng.
để tìm kiếm là thấy anh. Vâng. Bây giờ anh làm công việc sửa xe ấy, làm bình thường đúng không? Vâng. Hôm nay em xuống em hoàn thiện video của anh nhé. Cảm ơn anh. Và chúc anh mình khỏe nhé. Vâng, chào anh nhé. Trên phim chụp thể hiện bệnh nhân bị gãy bên ba xương đòn, hình ảnh xương gãy vát và mảnh xương bong ra ngoài. Sau khi nhà thuốc xem phim sẽ đưa ra pháp nắn và để bị nẹp rồi đắp thuốc cho bệnh nhân, kết hợp thuốc đắp và thuốc uống nhanh liền xương. Tiên lượng khoảng 20 đến 25 ngày là xương can hoàn toàn, sau đó bệnh nhân có thể cử động được bình thường. Nét gì? Đâu? Đó.
Đeo đai không? Đai anh. Đeo được, đeo được. Đeo thì mình cứ đeo đấy. Càng nhanh khỏi. Mọi người cứ đeo đấy 3 lần nhé. Dạ. Đeo đấy 3 lần, sáng như chiều. Cứ đọc đấy. Cứ tháo cái này ra không cứ. Tháo này ra một chút. Đẹp nguyên. Đẹp nguyên dưới trên này tấm xuống. Một ba ngày đấy. 6, 7, 4. Đi xe máy em nhớ. Đi xe. Đi xe. Đi xe. Đi xe. Tất cả là bao nhiêu ngày đi. 6, 7, 4. Nhưng hai tay. Thank you.
lá lốt ngày cứu không cần đun lên trong cho mặt ủ về này cho nó mềm cơ nha, là bình thường bây giờ là 95% rồi. Nó đang cứng đây này, đang cứng này, đang cứng trên thượng, nó ra một cứng cơ bả vai này, nhé. Ngoài ra sau là sẽ gấp bình thường, đây là cơ động bình thường, làm việc bình thường. Đó, thôi nhé. Ngoài thứ ra nó khi lại hình ảnh tất cả quá trình từ ngày trước từ giấy 1-3 xương đòn, sau buồn xương gan, từ nay cũng khỏi được bao nhiêu tháng nhá? 3 tháng hiện tại làm việc bình thường nhé, nhấc tay lắm, nhấc hai tay đưa xuống, đưa lên, đưa hẳn xuống hai tay vào, đưa lên, đưa xuống, đưa lên, đưa răng tay ra, đưa cao lên, đưa xuống, đưa lên, đưa xuống, đưa lên, đưa tay vào sau, đưa cao lên, đưa xuống, đưa cao lên, đưa về trước. Thế hiện tại chú đi làm bên bình thường đúng không? Làm đầu bếp đúng không? Là khuấy bã đảo ra hết bình thường nhé. Đâu bình thường. Ngày trước thì với chân gòn này, hiện tại là xương nó tặng rất là tốt nhé. Thế nên phải kiên làm nặng một thời gian nhé. Xương nó khỏi rồi nhưng mà phải làm nhẹ nhàng thôi. Còn vài cân được không? Là cầm được bình thường. Cũng hay cầm vài cân thôi, đưa cầm nặng. Bây giờ đây làm việc bình thường rồi, nhưng đừng làm nặng quá. Mới đầu mà, nhưng đưa hai tay lên, đưa cho tầm một người là thế này. Làm việc bình thường là tốt rồi. Rồi thì đưa ngang rồi đó, tầm 5 lần. 5 lần ha. Cảm ơn chú đã có hình ảnh nhé. Cảm ơn.